Khả năng thuyết phục người khác sẽ quyết định mức độ thành công trong mọi lĩnh vực của cuộc đời bạn. Bán hàng là điều tuyệt đối cần thiết để cuộc sống, cuộc đời thực sự và biến những ước mơ của bạn thành hiện thực. Mặc dù bán hàng là cái nghề đối với nhiều người, nhưng nó cũng là một yêu cầu cho tất cả mọi người. Bạn cần phải bán, thương lượng và thuyết phục người khác trong cuộc sống để có được những gì bạn muốn. Mức độ thành công của bạn sẽ quyết định kiểu cuộc sống bạn sẽ có và số lượng người mà bạn có thể tạo ảnh hưởng. Hãy trở thành một học viên của lĩnh vực bán hàng. Đừng đối xử với nó như cái gì đó đáng ghét mà bạn không muốn làm, hoặc là bạn buộc lòng phải thuê người khác làm thay. Cái này là đòn bẩy đó các bạn. Bán hàng là nhiên liệu cơ bản của mọi nền kinh tế trên thế giới. Nếu không có người bán ý tưởng, khái niệm, viễn cảnh, tầm nhìn và sản phẩm, thế giới sẽ không bao giờ tiến bộ được. Nếu bạn muốn tạo ra sự khác biệt trên hành tinh này, hãy học cách bán hàng. Nếu bạn muốn đảm bảo những ý tưởng đáng giá của bạn được thế giới biết đến, bạn phải bán chúng. Nếu bạn muốn sống theo cách của bạn, nếu bạn muốn công ty bạn hoạt động tốt, nếu bạn muốn gia đình bạn sung túc, hãy học hỏi những thông tin trong khóa học và tôi đảm bảo bạn sẽ thành công rực rỡ. Bất chấp nhiều người sẽ cho rằng điều này là bất khả thi, sự thành công của bạn phụ thuộc vào chính bạn.